Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng nhiều mặt hàng tăng, đặc biệt là xăng dầu, than, giá vận chuyển, do đó sẽ ảnh hưởng tới CPI. Tháng 10 tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2020. Nhấn mạnh áp lực lạm phát là rất lớn, ông Hải cho hay việc tăng giá những mặt hàng đầu vào sẽ làm giá thành, chi phí sản xuất tăng cao lên, đưa giá hàng tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng đời sống người dân cũng như năng lực cạnh tranh của hàng hóa. Do vậy, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm giảm áp lực tăng giá thành. Với Bộ Công Thương, mặt hàng xăng dầu liên bộ đã sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn để bình ổn giá xăng dầu, nên giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn giá thế giới. Với mặt hàng điện đã có 5 đợt hỗ trợ giảm giá điện với tổng số tiền là 16.650 tỷ đồng. Mặc dù giá đầu vào tăng sẽ điều chỉnh giá điện, nhưng năm 2021 này sẽ không tăng giá điện, còn việc điều chỉnh thế nào thì còn phụ thuộc vào diễn biến giá thị trường thế giới. Thời gian tới, ông Hải cho rằng cần theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thế giới, đánh giá mặt hàng nguyên vật liệu nào có khả năng thiếu hụt để có chính sách đối ứng cho phù hợp. Miền Bắc đón đợt rét kéo dài một tuần, Sapa xuống 5 đến 8 độ C. Từ mai mùng 7 tháng 11, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt rét sâu nhất từ đầu năm với nền nhiệt phổ biến 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mùng 6 tháng 11, không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều mai mùng 7 tháng 11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ ngày và đêm mai mùng 7 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mùng 9 tháng 11, trời hưởng nắng. Từ ngày mùng 8 tháng 11, khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ khoảng đêm 12 tháng 11, nhiệt độ có thể giảm thêm. Từ đêm mùng 7 tháng 11 đến hết đêm mùng 8 tháng 11, trời rét ẩm, cảm giác rét rõ cả ngày và đêm do kèm mưa. Từ ngày mùng 9 tháng 11, mưa giảm, nhiệt độ thấp nhất đợt này ở Hà Nội phổ biến 15 đến 18 độ, ở Sapa 5 đến 8 độ, ở Mẫu Sơn 6 đến 9 độ từ khoảng ngày mùng 10 tháng 11, Bắc Bộ rét khô, trời chỉ rét về đêm, ban ngày hứng nắng. Dự báo đợt rét này kéo dài đến khoảng 13 hoặc 14 tháng 11. Từ chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sáng ngày 5 tháng 11, Thượng tọa Thích Quảng Trơn, Phó ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu người mất vì Covid-19, dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại Việt Nam Quốc tự theo hai phương án nghi lễ hạn chế và cho phép tập trung đông người. Việc tổ chức đại lễ cầu siêu được ban trị sự họp và thống nhất vào ngày 4 tháng 11, dự kiến đại lễ diễn ra trong sáng 18 tháng 11, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch, gồm hai phần lễ chính có sự tham dự của lãnh đạo thành phố và các ban ngành. Sau phần lễ, chư tăng sẽ đọc kinh và cúng linh cho những người mất vì COVID-19. Ban thư ký giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép. Trong tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn thành phố, các tự viện trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn hồi hướng đến đồng bào tử vong vì Covid-19 được vãng sinh về cõi lành, cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ. Đến sáng nay, cả nước ghi nhận tổng cộng hơn 23.300 người tử vong vì COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có hơn 16.600 trường hợp. Hiện Bộ Tư lệnh thành phố là cơ quan tiếp nhận, thống kê, quản lý, lưu giữ tài sản di vật các nạn nhân. Cơ quan này đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện trao trả các tài sản di vật cho các gia đình. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố, trong đợt dịch thứ tư vừa qua, số ca lây nhiễm và tử vong ở mức cao, việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Thành phố, cơ quan này lập các đội công tác đặc biệt tiếp nhận, xử lý thi hài, khâm liệm, hỏa táng, chăm lo hậu sự, vận chuyển và giao hơn 10.000 hũ cho cốt người tử vong do Covid-19 cho thân nhân, gia đình. Việt Nam đang tạm thời công nhận bộ giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Theo đó, người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 danh sách các quốc gia các vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi bệnh COVID-19 cho Việt Nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước khi việt nam chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài bà phạm thu hằng lưu ý để được công nhận chính thức hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại việt nam đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt cụ thể mẫu hộ chiếu vaccine phải được cung cấp đồng thời trên môi trường điện tử và văn bản giấy phải mang mã xác thực do các quốc gia vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi cấp xin phải được Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ hoặc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cân nhắc việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp, tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng 80 đối tác để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm 2021 và năm 2022. Dự kiến đề án thí điểm từ tháng 12 năm 2021 và thực hiện mở rộng trong năm 2022, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Lộ trình thực hiện theo 3 giai đoạn, Giai đoạn 1 từ tháng 12 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, khép kín, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế, qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện, có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên, có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu 50.000 khách một năm, số liệu tính năm 2019. Có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch, thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình phục vụ khách du lịch. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022 mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ, thông qua các phương tiện du lịch đường thủy. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 3 mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu. Quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hành khách quốc tế Cảng Sài Gòn. Quy trình vận chuyển khách, quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Đối tượng là khách quốc tế, khách người Việt Nam đang làm việc sinh sống tại các nước, bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại, công vụ, hồi hương, thăm thân được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về xuất nhập cảnh, cách ly theo quy định an toàn của chính phủ, Bộ Y tế cùng các cấp thẩm quyền. Khách quốc tế chuyển tiếp đến từ 5 địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh. Khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo, khép kín tham quan du lịch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn 2 và 3 từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay. Khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng Sài Gòn. Ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số khu vực như Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Bắc Mỹ, Châu Úc. Khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng. Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAM trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch, có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô la Mỹ, tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành.